Chào các bạn, hôm Tết tôi cũng có làm cho các bạn xem một số clip về việc chúng ta bày hoa quả xanh thì nó không có tác dụng, không linh ứng. Thì hôm nay tôi làm một cái thực nghiệm cho chính bản thân tôi luôn là quả mít các bạn. Bình thường chúng ta mua dưa hấu, mua mít thì mọi người sẽ để cất quả. Nhưng mà với tôi thì sau nhiều thực nghiệm thì tôi thấy là tôi vẫn thích thực tế hơn. Bây giờ một quả mít, một quả dưa hấu bỏ lên bàn thờ, mình thấy đẹp, mình thấy hoành tráng, nhưng mà các cụ có ngửi được đâu. Người ta lướt qua, người ta ngửi hương, nên là ai cho quả mít lên, ai cho cái quả dưa hấu lên đâu. Nên là tôi bây giờ cứ thực dụng, tôi mua quả mít bổ sẵn này, rất là thơm, bọc trong này cũng rất là thơm. Mà bây giờ tôi làm thực nghiệm là tôi để lên bàn thờ, tôi thắp hương các bạn. Đây là cái linh phù quẻ kinh dịch xin hàng của tôi. Đấy. Vì bàn thờ để cao rất khó quay cho các bạn xem, vì khi dơ cao cái tầm long lên thì nó dễ bị rung. Khi đo thì bình thường, nhưng mà vì quay nó, các bạn sẽ thấy là nó hơi bị rung một tí, vì một tay tôi vừa phải giữ máy quay, một tay lại vừa phải đưa qua cái máy quay, nên nó hơi vướng một chút. Tuy nhiên để các bạn nhìn rõ hơn là cái đường link, trục link nó vẫn có và không ảnh hưởng, nên là cái việc bày mít bổ sẵn thực tế là vẫn có link. Và trong tâm linh là cứ có trục linh có nghĩa là gì ạ? Thái thượng lão quân hoặc là bàn thờ gia tiên nhà các bạn thì vong linh vẫn về được. Với hình thức bày trong dân gian khoe mẽ là chính, cao to đẹp bày hàng tuần hàng tháng thì người ta sẽ thấy buồn cười. Nhưng mà với tôi thì mình quan điểm thực tế thực dụng, mình chỉ cần linh ứng thôi, đo có linh ứng là được. Và vì cũng hết hương là tôi cũng hạ lễ. Và tất nhiên với các thầy dân gian thì các thầy sẽ khuyên bạn là không ai cắt ra như thế cả, đúng không? Tại vì người ta không có dụng cụ đo mà. Người ta sẽ dùng những cái lời lẽ nghe có vẻ hay ho đẹp đẽ để người ta dọa các bạn. Còn thờ thì tôi cứ mua những cái cắt sẵn như vậy các bạn. Hoặc là ai cầu kỳ thì mua cả quả về bóc ra. Đây là cái linh phù để xin lấy được hàng sớm. Và theo như cái gieo quẻ, rút quẻ kinh dịch trước thì theo tự nhiên phải đến tháng 7. Và tôi biết linh phù xin thì nó sẽ vào tháng 5. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem và chờ đợi kết quả cùng tôi. Các bạn mong muốn vào tháng mấy, các bạn gõ bên dưới bình luận cho tôi biết. Biết đâu sự cộng hưởng của nhiều người, đúng không? Nhiều người mong muốn tháng 5 có thì các bạn gõ xuống, biết đâu nó lại linh ứng sớm hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.